Hello anh em, xin chào anh em quay trở lại với channel của Phong DIY. Và nội dung của video ngày hôm nay sẽ là cùng trải nghiệm loa wireless của dòng Rubel. Thì anh em vừa thấy một cái đoạn trailer đầu tiên ở video mà mình vừa mới quay lên, đó chính là âm thanh được phát đi từ cái loa wireless từ cái hãng Rubel này. Đấy, trước giờ thì anh em có thể nghe thấy nhiều dòng loa đúng không? Rồi là mình sẽ biết đến dòng loa có dây và không dây. Trên thị trường thì thường phổ thông thì anh em sẽ thấy hai loại này. Với loa không dây thì anh em thường sẽ thấy là loa Bluetooth. Đây, ví dụ như đây chúng ta sẽ có loa Bluetooth đây. Và chúng ta sẽ có một cái loa Bluetooth của Samsung. Đó, còn bên cạnh đây sẽ là loa không dây dạng wireless của JBL. Thực tế thì mình cũng có nghe qua về dòng loa không dây của wireless rồi. Tuy nhiên thì đây là lần đầu tiên mà mình trải nghiệm cái sản phẩm này. Và wireless là gì? Và âm thanh của nó như thế nào? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm nó nhé. Anh em có thể cùng đi theo dõi cái video này của mình ha. Trong cái nội dung của video ngày hôm trước thì mình có giới thiệu sơ qua một chút về cái lô loa của JBL Wireless này rồi. Và hôm nay thì mình sẽ đi chi tiết để giới thiệu cái nội dung của ngày hôm nay. Đó, đây là một cái ít hàng của loa JBL. Thực ra anh em nhìn thì nó thùng công cành thôi chứ nó không được bao nhiêu bộ cả. Mấy chục bộ thôi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một vài hộp ra, sau đó mở hộp ra cho anh em xem coi bên trong của nó như thế nào ha. Rồi ok, ở đây mình bốc ngẫu nhiên ra 3 thùng loa của JBL. Thì nó như thế này. Đa số là còn mút xốp hết, tất cả thùng đều có mút xốp hết ha. Một vài thùng thì nó còn nguyên loa ở trong bọc luôn. Đó. Đây, ví dụ như mình mở cái thùng này lên. Đó, nó vẫn còn tấm xốp ở đây luôn. Đây là mình giới thiệu sơ qua về cái nguồn gốc của loa này nhá. Đây, vẫn còn JBL, một vài cái thì nó còn mới lắm nha. Lấy ra một cái cho anh em xem ha. Đấy. Một vài cái thì nó mới lắm. Cái logo của JBL Wireless ở trên đây em nhìn thấy nó còn rất mới và chưa bị mờ. Tất cả trên đây không có móp méo gì hết. Những cái này là do xốp bụi thôi. Một vài cái loa móp thì mình sẽ lọc riêng ra. Cái đó thì mình sẽ xả ở những cái lô sau giá rẻ. Còn hiện tại thì mình sẽ chọn ra những cái lô mà những cái đẹp nhất, đẹp như mới luôn, để bán trước cho anh em. Đương nhiên hàng đẹp thì giá nó sẽ khác, còn hàng giá xấu thì nó sẽ khác ha. Đó, lô này thì còn rất là đẹp. Ví dụ như cái hấp này này. Hấp này thì nó vẫn còn nguyên ở trong bọc luôn ha. Hấp này thì còn như mới luôn, không có một vết trầy, vết xước gì hết. Tất cả cái giác cắm của nó thì còn mới tinh, hàng còn mới tinh. Hàng này thì nó như là chưa sử dụng qua vậy. Còn theo cái người cung cấp cái lô hàng này cho mình á, thì đây là hàng tồn kho, nó về từ cảng Singapore. Đó là thông tin từ cái người mà nhập hàng cho mình á. Nhưng mà tại thì nó không có bất cứ một cái giấy thông quan hay giấy tờ gì cả. Thì tuy nhiên JBL thì Việt Nam nó không có nhà máy sản xuất rồi, hàng này đa số là hàng nhập khẩu và nó có rõ nguồn gốc xuất xứ ha. Đây, nó còn nguyên hộp nha anh em. Đây là hộp của nó, mình sẽ review sơ qua cho anh em xem. Đây, wireless JBL. Về cái hãng JBL thì mình cũng không muốn nói nhiều về cái tên tuổi của nó nữa, bởi vì nó quá nổi tiếng rồi. Đây là nguồn gốc xuất xứ của nó đây. Thương hiệu thì đến từ Mỹ, tuy nhiên thì cái nhà máy sản xuất của nó thì em có thể xem ở đây. Thứ nhất là dựa vào cái mã số của mã vạch và cái make
Em sẽ thấy là ở đây có CBL Incorporation này, tập đoàn của nó này. Cái này ở Haman, Haman không biết là có liên quan gì tới Hamaca Đông không nhỉ? Mình cũng chưa để ý nữa. Loa của Hamaca Đông thì nghe nó cực sướng rồi. Mình rất là thích cái dòng loa của Hamaca Đông. Đây, nó có Made in Taiwan ở đây. Em có thể thấy là cái nguồn gốc xuất xứ của nó sẽ là Made in Taiwan. Ở trong lô của mình thì nó chỉ có một vài lô là nó có đủ phụ kiện thôi, còn lại đa số là nó sẽ thiếu phụ kiện. Và cái phụ kiện của nó thì mình sẽ review kỹ cho anh em. Vì thực tế là các cái phụ kiện anh em có thể thay được bằng các phụ kiện lô. Và phụ kiện lô nó còn ngon hơn cả phụ kiện rim. Thì lý do như thế nào thì mình sẽ nói cho anh em biết. À, mình nói sơ qua về cái nguồn gốc xuất xứ của nó thêm nữa. Ở đây thì nó có thêm cái mã của sản phẩm chính là WRK1000. Và dưới đây nó có CLUSA. Tức là cái dòng này sẽ là Đài Loan nó sản xuất giống như cái bản limit vậy đó. Cái này nó có số lượng thôi. Mình rất hiếm thấy cái dòng này trên thị trường nha. Kể cả mình check rất nhiều các cái trang thương mại điện tử hay là trang của JBL hay là những cái thông tin về cái con loa này này thì nó khá là ít thông tin. Có bán trên eBay, có bán trên Amazon và có YouTuber của người nước ngoài review với con JBL dòng wireless kiểu như thế này. Đó, nhưng mà cái nguồn thông tin chính thống từ nó thì mình tìm không ra. Còn cái cục sạc của nó thì anh em sẽ để ý nó là Made in Taiwan ở đây. Có một vài cục thì nó là Made in Taiwan nha. Đây. Nó sẽ là có logo của JBL ở trên đây. Và đặc biệt này, Made in Taiwan. Cái input của nó anh em để ý này là cái điện đầu vào á, điện áp đầu vào của nó là 120V AC. Hoặc là điện 100 hoặc 110 đều được nhé. Và output của nó sẽ ra 12V. Thì cái nguồn 12V DC này, cái đầu ra này nó có quan trọng anh em, còn đầu vào nó không quan trọng nha. Cái đầu vào của nó thì nó lại không áp dụng cho Việt Nam sử dụng. Tại vì anh em biết là các cái nước như là Mỹ hoặc Nhật á, nó có một cái tiêu chuẩn về điện. Tại vì nó sợ giật điện chết nên nó không bao giờ nó dùng điện 220 như Việt Nam mình. Đấy, hai cái ông Mỹ và Nhật này nó toàn xài điện 100 với 110. Nên cái dòng này sẽ được Đài Loan, JBL Đài Loan nó sẽ sản xuất rồi nó xuất sang cái thị trường Mỹ để sử dụng trong nước. Đó, nó giống như hàng nội địa Mỹ vậy. Và cái dòng này dòng tồn kho, về cái date sản xuất của nó thì cũng khá là lâu rồi. Thì nguồn gốc của nó có như thế nào thì mình sẽ nói đầy đủ như vậy cho anh em. Căn cứ vào những cái thông số ở đây mà mình thu thập được thì mình sẽ view cho anh em. Mình nói tiếp về phụ kiện của nó. Một cái thùng loa khi anh em mua thì nó sẽ có hai loa. Đó, một loa led, một loa ride. Và kèm theo bộ của nó sẽ là cái bộ hub của JBL. Đây. Bộ này cũng rất là quan trọng. Các cái phụ kiện phụ của nó sẽ có hai cục sạc. Sorry, hai cục adapter. Hai cục adapter điện dùng điện 110 anh em nhé. Hoặc 100, 120 gì đều được. Nó sẽ đảo điện ra điện DC 220. Như vậy thì cục này rất khó xài cho anh em. Mà cái phụ kiện của nó nhiều thùng cũng không đủ nữa. Nên mình sẽ công khai những cái giá cho nó hợp lý nha. Còn những cái phụ kiện này em có thể thay được rất là dễ thôi. Nguồn 12V ở ngoài thị trường 220 chuyển sang 12V ngoài thị trường thì nó có bán đầy ra. Bên mình thì cũng có đang bán. Nên anh em nào cần thì có thể mua thêm phụ kiện nguồn nha. Đó, thì một cái thùng mà anh em mua nó sẽ gồm những phụ kiện đó. Bây giờ mình sẽ đi vào cái phần test loa cho anh em và hướng dẫn cho anh em sử dụng cái phần loa này nha. Cái việc đầu tiên là em sẽ cấp nguồn cho cái hub này. Thì cái điện của nó sẽ theo cái thông số của cái cục rin ở trên đây của JBL cung cấp. Thì mình sẽ căn theo cái thông số của cái cục này để mình cấp nguồn cho nó. Đây là cái cục đầu điện áp đầu vào là 120 AC, đầu ra sẽ là 15V DC. Đây là một cái điểm cũng khá là hạn chế về nguồn của nó. Nên trước khi anh em mua anh em cần phải cân đối kỹ cái nhu cầu của mình nha. Mình không có bắt em anh em phải mua hàng. Nên anh em nào yêu thích hàng hoặc là muốn mua hàng thì cần phải thêm tham khảo kỹ cái nhu cầu của mình và cái thông tin về sản phẩm nha. Nó tránh vấn đề anh em mua về rồi anh em không sử dụng được thì cũng rất là bất tiện cho anh em. Đó. Tuy nhiên thì bên mình sẽ có hỗ trợ rất là nhiều cái chính sách cho em khi mua hàng. Nên anh em yên tâm, anh em xem kỹ video giúp mình nha. Mình sẽ có rất là nhiều chính sách hỗ trợ cho anh em. Rồi mình cấp điện 15V vào đây. Em thấy chưa? Trên đây nó báo này 15V nha. 15V. Và khi em mua hàng này mình sẽ cung cấp cho anh em những cái jack đực DC này để anh em ghim vô 5.5 để anh em ghim vô nguồn nha.
Em nhớ là anh em đấu phải đúng nha. Ở đây nó để là dấu cộng này, bên trái là dấu cộng, bên phải là dây trừ, thì dây đỏ là dây lửa này. Thì mình sẽ cắm đúng dây nhá. Cắm ngược dây thì có thể nó sẽ cháy, tại vì trong này nó không biết là nó có đi ốt chống ngược cực hay không thì mình không biết, nên tốt nhất anh em cứ đúng hướng dẫn sử dụng anh em dùng thôi. Rồi anh em cắm vào nha, mình sẽ cắm điện nguồn trên đây vô. Đấy, anh em nhìn thấy nó chạy này. Cái công suất tiêu thụ của nó thì cực thấp, anh em để ý là nó chỉ 0.03 ampere thôi, tức là công suất của nó cực thấp, công suất của nó của cái hub này thì nó rất là thấp. Nên anh em có độ pin hay độ gì đấy thì nó rất là tiết kiệm nha, xài mệt luôn. Khi em cắm vào thì nó sẽ có một cái đèn đỏ trên đây nè, mình cắm lại cho anh em xem nhá. Đó, anh em thấy cái đèn đỏ trên đây đấy chưa, nó sẽ hiện cái đèn đỏ trên đây nha. Bước 2 là em chuẩn bị cho mình một cái dây audio. Audio thông thường chuyển ra chuẩn 3.5 nhá. Em cắm vô, trắng vào trắng, đỏ vào đỏ. Đây, trên đây nó có đánh dấu thứ tự rồi nha. Mình rút ra cho anh em xem này. Trắng, đỏ, anh em cắm vào thôi nha. Cắm trắng vào trắng, đỏ vào đỏ thôi là xong. Còn cái đầu này, anh em cấp vào cái thiết bị. Cấp vào cái thiết bị phát nhạc, giống như điện thoại hoặc là máy tính hay laptop gì, âm ly gì đều được nha. Có âm ly thì càng tốt. Nếu anh em muốn biến nó thành loa Bluetooth thì em cắm vào cái hub Bluetooth thì nó sẽ biến thành loa Bluetooth thôi. Hoặc là loa wireless thành loa Bluetooth thì quá đơn giản. Với cái hiện tại em chỉ cần mua một cái USB Bluetooth thôi là anh em có thể biến nó thành rồi. Biến nó thành cái loa Bluetooth rồi. Ở đây thì mình đã cắm vào laptop rồi nha. Cái bước thứ ba thì mình sẽ mở nhạc lên. Mình sẽ mở nhạc lên. Đây. Rồi, nhạc chạy rồi đúng không anh em? Khi đã phát nhạc lên, bây giờ anh em phải set up cái tần số cho nó nha. Cái loa wireless này nó rất hay, lát nữa mình sẽ giải thích cho anh em. Ở phía sau nó cũng sẽ có một cái dắt cắm nguồn. Thì em cắm cái nguồn 12V vào cho nó là được nha. Đây, mình cắm vào đây thôi là được nha. Và bên phía kia là cái nguồn 12V. Đây nè, là một cái nguồn 12V mà mình đang dùng. Con này thì công suất của nó là 20W một con. Nên anh em dùng nguồn thì ví dụ như 12V 5A thì em sẽ có 60W đúng không? Thì con này một cái nguồn 12V 5A sẽ đủ cho ba con này hoạt động. Giờ mình sẽ bật chiếc loa đầu tiên lên nha. Loa đầu tiên ở ngoài đây lên. Đó thì nó sẽ bắt đầu thì nó không hát gì hết đúng không? Nó rồi em để ý trên đây sẽ có ba cái nút. Nút đầu tiên sẽ là cái nút volume. Nút thứ hai sẽ là tone, nút thứ ba sẽ là tone. Dưới đó là nút power, nút điện ha. Dưới đây nó có một cái đèn led để nó báo tín hiệu cho anh em nha. Thì mới đầu nó sẽ không hát đúng không, nó sẽ chưa hát thì ở cái nút tone này này là nó điều chỉnh. Em biết cái đài FM không, nó sẽ điều chỉnh cái tần số sao cho nó khớp với cái tần số ở trên cái hub này phát ra thì nó sẽ phát ra nhạc. Mình sẽ vặn cái núm cuối cùng này nhá, từ dưới cùng này nhá, là cái nút sơn này này đó. Anh em vặn làm sao cho cái tiếng nó mình nghe cảm thấy nó trong trẻo nhất, loa nó không bị rè đấy. Nếu anh em nào tiếp xúc với đài em rồi sẽ biết nha. Đây mình sẽ dò đó. Cái phím trên cùng là cái phím điều chỉnh volume, tức là điều chỉnh âm lượng. Em vặn lên để điều chỉnh to nhỏ. Cái phím giữa của nó sẽ điều chỉnh bass và chép. Em vặn sang phải thì nó sẽ nhiều bass, vặn sang trái nó sẽ nhiều bass nha, và vặn sang phải thì nó sẽ nhiều chép. Và để giữa này nó sẽ có một cái loa mono là nó vừa cân bằng bass và chép. Ở trên này nó sẽ có bass này, ở dưới nó sẽ có bass, ở trên này sẽ có một loa chép nha. Anh em nhìn ở bên trong anh sẽ thấy qua cái màng loa này. Phía sau này nó sẽ có một cái công tắc để điều chỉnh led, dry và mono. Phía sau này này, em để ý nó sẽ có ba cái led, dry và mono. Cái này mình cũng không có tìm hiểu nhiều, đại là giống như mình kiểu như mình set bass và chép vậy đó.
Ví dụ như cái nào anh em để ở bên trái thì em gạt sang left và anh em điều chỉnh cái tần cái giải của nó ba chép nhiều hơn. Đấy, còn cái sang phải thì em sẽ điều chỉnh cái bass nhiều hơn, còn ở giữa là loa trung tính mono. Nào. Và cái điều đặc biệt tiếp theo của nó là anh em dò sang cái thứ hai nhá. Anh em dò sang cái thứ hai đây, mình sẽ dò sang cái thứ hai đây. Cái loa này mình dò sẵn rồi và mình chỉnh nó nhiều chép hơn nên anh em nghe nó có nhiều chép. Rồi giờ mình sẽ chỉnh lại mono nhỏ sẵn rồi nhá, nên bật lên là nhận tiếng luôn nha. Đây mình sẽ vận volume lên. Rồi và tương tự như vậy đối với con thứ ba cũng tương tự. Và có nhiều anh em hỏi là mình có thể chạy 3, 4, 5 cái loa hoặc nhiều loa cho một cái hub này hay không? Thì mình giải thích là có nhá. Bởi vì anh em để ý là cái hub này này, nó sẽ làm cái nhiệm vụ như là một cái đài phát thanh. Còn cái này giống như một cái đài FM vậy. Nó sẽ thu sóng, gọi là sóng wireless giống như anh em phát wifi. Có một cái hub wifi anh em có thể nhiều cái điện thoại truy cập cùng một lúc được. Đó, kiểu như vậy. Là dễ hiểu nhất, mình lấy ví dụ như vậy là hiểu nhất. Rồi mình sẽ lấy một cái ví dụ dễ hiểu cho anh em nha. À, em sẽ coi cái hub này, nó coi như cái hub wifi vậy đó, nó phát wifi ra. Còn mỗi cái loa này nó giống như một chiếc điện thoại, nó thu sóng wifi và nó nhận, nó truy cập web thôi. Thì con này cũng vậy, nó không có chịu công suất nằm trực tiếp trên mỗi cái loa này. Thì mỗi cái loa này công suất của nó theo nhà sản xuất hiển thị đó là 20W nha. Cái kinh nghiệm xài loa của mình thì là không bao giờ mình dùng mắc loa, bởi vì dùng mắc loa nó sẽ bị rè, nghe nó rất là rát tai. Loa mà anh em để khoảng từ 60 đến 75% thôi thì loa nghe là nghe hay nhất. Đó nên vậy loa này mình sẽ để ở khoảng 7W, mình sẽ set up ở khoảng 7W và anh em sẽ nghe bằng cái cảm nhận của nó thôi nhá. Ưu điểm đầu tiên của nó tức là nó không có dùng dây. Cái loa này nó không có dùng dây, nó chỉ cần cấp nguồn thôi. Cấp nguồn 12V cho nó là anh em để cái hộp này trong nhà, anh em mang đi trong vòng khoảng 50 mét là anh em vẫn nghe bình thường. Anh em mang nó giống như loa Bluetooth vậy, anh em mang đi. Cái sóng wireless thì nó sẽ mạnh hơn sóng Bluetooth nha. Và nó bị ít bị ảnh hưởng hơn là Bluetooth. Đó. Giống như anh em xài wifi thì sẽ biết wifi bây giờ nó phát mạnh hơn Bluetooth hết và nó sẽ chuẩn hơn. Đấy là cái ưu điểm đầu tiên của nó. Cái ưu điểm thứ hai của nó đó là khi nó chỉnh giải, nó chỉnh cái giải wireless thì nó sẽ có ra một cái ưu điểm đó là mình sẽ ví dụ như anh em nhà anh em có 3 phòng, 1, 2 và phòng số 3. Anh em chỉnh cái tần số của cái loa wireless này đi nha. Cái tone của một cái tone này của một cái này nó riêng biệt, ví dụ cái tone này tone 1, cái tone này tone 2 và tone này tone 3, ba phòng khác nhau. Và anh em sẽ điều chỉnh cái tone ở trên cái hub này. Nha, bây giờ mình sẽ điều chỉnh cho anh em xem nào. Mình sẽ vặn cái này lên. Anh em làm cảnh sức để đó, mình vặn cho nó không còn nghe thấy gì hết. Con này mình để nguyên nhá. Và con này mình vặn tiếp đi. Mình vặn sang một cái tông khác. Rồi. Ok, tạm như vậy nha, cho anh em dễ hiểu. Anh em có thể điều chỉnh cái giải tone ở trên đây cho nó khớp với một trong hai trong ba loa này, anh em thích nó phát loa nào thì nó phát. Đây. Đó. Thằng này phát. Mình tắt thằng này đi. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh cái giải thứ hai. Đó, ok. Em thấy hay không? Thằng này đang hát. Thằng này là giải thứ ba đang hát. Rồi mình sẽ điều chỉnh con thứ thứ hai. Đó, em thấy không? Con thứ hai hát. Mình điều chỉnh tiếp nào. Đó. Con thứ nhất hát. Con thứ ba hát. Rồi, anh em đã thấy được cái ưu điểm của nó chưa? Tức là nó có một cái rất là hay. Là như vậy, mình thấy nó cực kỳ hay luôn. Và cái ưu điểm thứ ba như mình vừa nói rồi. Do thằng này nó không có chịu tải, nó chỉ là hấp phát đi thôi. Thằng này có nhiệm vụ thu tín hiệu nên anh em có thể cùng một lúc anh em thu được rất là nhiều loa nha.
4, 5 hay 10 loa gì được, chỉ sợ anh em không có tiền mua loa thôi. Nếu anh em có tiền thì em mua 10 cái loa con này về, anh em dùng một hộp anh em phát thì đó là điều quá là tuyệt vời luôn. Công suất của nó cực kỳ lớn và nghe rất là hay. Đó. Đó là ba cái điều mà ưu điểm lớn nhất mà mình thấy được trong cái dàn loa của JBL Wireless này. Đó, và mình cũng rất là thích cái những cái chức năng này, nó rất là lạ đúng không? Nó không giống như Bluetooth. Bluetooth thông thường mà anh em mua loa thông thường thôi nhá. Cũng sẽ có một cái điện thoại anh em ghép được với hai cái loa. Nhưng đấy nó tùy từng cái loa nó hỗ trợ những đa số trên thị trường. Ví dụ như một con điện thoại em chỉ ghép được với một cái loa Bluetooth trên đây thôi. Hoặc là một cái loa này thôi. Em không thể ghép được hai con loa Bluetooth được, hoặc không thể vừa ghép tai nghe vừa là ghép loa Bluetooth được. Nhưng mà với con này với một cái hub thì anh em có thể ghép được với rất là nhiều loa, bao nhiêu loa. Mình chưa thử tối đa bao nhiêu loa nhưng mà mình nghĩ là chắc 10 loa thì vẫn là được bình thường nhá. Nó giống như wifi anh em dùng thôi. Vì bản chất của nó là wireless mà. Bây giờ mình sẽ test cái chức năng rất là đặc biệt này của nó, đó là mình sẽ test cái loa thứ tư. Mình sẽ ghép cái loa thứ tư vô nha. Đây là cái loa thứ tư thì mình sẽ dùng một cái cục pin pin của RC. Mình sẽ cắm nguồn vô qua một cái thiết bị đo công suất. Trên cái thiết bị này sẽ báo công suất, dòng ra và cái hiệu điện thế, cường độ dòng điện đầy đủ hết ở trên đây nha. Nhưng anh em thấy là điện của nó đang là 11.48V. Công suất ở dưới đây, mình sẽ thay cục pin khác đi. Cục pin này yếu rồi. Đó, con này lên 12.44V, đang đầy pin rồi. Mình sẽ cấp nguồn vào cho nó. Cắm nguồn mà thôi anh em, đơn giản. Cứ miễn sao anh em có nguồn DC 12V thì em cắm nguồn ắc quy vào cũng được nha. Cái này nó có một cái hay, tức là anh em nào mà có xe du lịch ý, anh em nào có xe du lịch mà đi dã ngoại nhá, anh em để cái hốc này cắm ở trong xe, rồi anh em mang 3-4 cái loa con, anh em bỏ cái miếng ắc quy ra ngoài, anh em đập thì khỏi bà luôn. Những cái này nó thích hợp cho ai làm nghề dạy học, giảng đường. Những người nào thích nghe giải trí cũng được, mà nó thích hợp nhất cho những người nào đi dã ngoại, picnic, đi phượt. Có những con này cực kỳ tiện. Hấp này anh em để một chỗ thôi, còn loa này anh em mang đi trong khoảng độ tầm 3-40 mét thì nó vẫn ok. Và bây giờ mình sẽ test cái chức năng của nó xem nó mang xa được bao nhiêu nha. Rồi mình sẽ chỉnh cái tần số của nó. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Japan. I've been all around the globe trying to protect your soul.
nào mình sẽ review con Toyota Virus Corona này hiểu không? Xe này mình vừa mới mua xong. Xe cổ Nhật anh em, Toyota này em biết rồi. Xe cổ Nhật đời xưa, xe cổ á. Mua về chở hàng hay lắm anh em, giá có 20 triệu thôi. Hôm nào mình sẽ review con xe này nha. Rồi em sẽ thấy là mình đang ở một cái nơi rất là xa, thấy không? Mình sẽ vặn bé đi, anh em thấy à? Cái nơi mà mình đặt hấp á, ở tít bên kia kìa. Nào, em thấy nó xa không? Đó, cái nơi mà mình đặt hấp đó. Từ đây qua kia thì nó rơi vào khoảng tầm 60m anh em, 60-70m gì đó, khoảng đó. Em nhìn đường nó rất là dài đó không? Nào. Đây mấy anh thợ họ đang làm việc rất chăm chỉ. Đấy em thấy là nó vẫn bắt sóng bình thường nha. Đó, vẫn ngon lành. Em có hình dung nó giống như một cái đài FM thôi, không khác gì cái đài FM cả, một bên phát và bên thu thôi. Đấy, trong khoảng cách của nó rơi vào khoảng tầm ít nhất là 50m nhá. 50m thì 60-70m thì mình không có đảm bảo, nhưng mà trong vòng 50m thì mình sẽ đảm bảo cho anh em nha. Đấy, hôm nào rảnh mình sẽ review con Virus Corona này cho anh em. Rồi bây giờ mình đi về đây nha. Rồi mình sẽ phép gác phần test lại để nói sơ qua về những cái nhược điểm của con wireless JBL này. Thì trong khoảng thời gian mà mình test và sử dụng đó, thì mình thấy cái nhược điểm của nó là thứ nhất là về cái chất âm. Cái chất âm thì mình cảm thấy là nếu anh em bỏ ra cái số tiền để mua cái bộ loa này thì mình cảm thấy so với cái chất âm này, so với những cái bộ loa mà anh em mua với cái giá tiền khác thì mình cảm thấy là hợp lý. Tại vì mình đã cân đối cái giá tiền cho anh em rồi. Cái đó là cái thứ nhất. Và về cái chất lượng của nó thì mình cảm thấy nó, tại vì bên mình là mình nghe nhiều cái loại loa hết rồi. Ví dụ như Denon đây, anh em thấy là mình nghe Denon hoặc là loa 360 của Samsung. Con này hồi mình mua mới là nó cũng khoảng là 1.4 triệu. 1.4 triệu, nghe loa này nghe rất chất. Nó âm của nó không kém gì con Hamakodon Aurora. Không kém gì con Hamakodon hết á. Studio X á. Con Studio X 2-3 gì đấy. Là nó phải ngang ngang với con đó. Nên hiện tại cái tai của mình hơi kén âm một chút. Nếu mà so với cái âm của nó thì mình đánh giá nó chỉ bình thường thôi, nó không có được gọi là hay lắm. So với con này thì nó không thể hay bằng được, hoặc là so với cặp Denon thì không hay bằng được. Nhưng so với những cái dòng mà anh em bỏ ra, anh em mua khoảng 1 triệu với những cái dàn loa hiện tại á, thì có thể nó sẽ vượt trội so với những cái dàn loa 1 triệu đó nha. Cái nhược điểm thứ hai của nó đó là anh em biết là giống như Bluetooth vậy thôi. Sao nó không giống như dây được, dây nó cố định. Còn Bluetooth thì em khi mà đi xa ấy, thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi, ví dụ như em mang cái này nó sẽ bị chắn, hoặc là bị ảnh hưởng bởi gió hoặc những cái thiết bị ngoại vi. Thỉnh thoảng nó sẽ bị rè, rồ, anh em nghe thấy không? Nó rồ, nó rè. Em nghe thấy rõ không? Nó rồ hoặc nó rè nha. Nên anh em cần phải chỉnh cái tần số của nó sao cho phù hợp nhất, để nó không có tiếng rồ hoặc tiếng rè hoặc tiếng sôi. Cái nhược điểm của thứ hai của nó đó là gì? Thứ ba của nó là gì? Cái nguồn pin của nó sử dụng điện 110. Nếu như em mua cái bộ rin của nó có sử dụng điện 110 thì chỉ thích hợp với nhà nào có ổn áp, hoặc là anh em nào thích xài điện 110 thôi. Còn điện ở Việt Nam mình là nó dùng điện 220. Nhưng mình nói rồi, ở cái chuẩn châu Âu hoặc là của Nhật Bản á, hoặc là Mỹ, nó sử dụng cái điện áp 100 hoặc 110 để nó đảm bảo cái sự an toàn về tính mạng con người. Còn Việt Nam mình thì chơi điện 220. Đó là cái khác biệt. Nên khi anh em mua cái bộ adapter của nó thì gần như là anh em không sử dụng được. Thì đó là một cái nhược điểm của nó. Anh em phải mất thêm phí để anh em mua một cái bộ
nguồn nữa, đó là nguồn tổ ong. Đấy nên em phải cân nhắc kỹ là nhà mình có nguồn sẵn hay chưa, hay là mình dùng ESQ, hay là mình dùng nguồn gì. Nhưng mà nhà mình thì mình có sẵn đồ rồi, mình không có sợ. Nhà mình thì đồ gì cũng có, anh em thích điện cứ từ bao nhiêu vôn, AC, DC mình cũng có hết. Điện 3 pha bao nhiêu mình cũng có hết nha. Nên đối với mình thì mình không có ngán những cái dòng điện như vậy. Còn anh em trước khi mua thì em cần phải cân nhắc kỹ về cái nguồn điện nhà anh em nha. Mặc dù mình bán hàng nhưng mình vẫn phải nói rõ những cái vấn đề đấy, tránh cái vấn đề anh em mua về rồi anh em không sử dụng được, nó cũng hơi bị bất hợp lý nha. Rồi, như vậy thì mình đã giới thiệu chi tiết và đầy đủ, khá là chi tiết và đầy đủ rồi. Mình đã đánh giá và test cho anh em xem rồi. Bây giờ mình sẽ đến phần công khai giá cho anh em ha. Cái giá của nó thì cái em mua một bộ của nó sẽ gồm hai loa led và white, một bộ hub. Đó thì nếu em không mua nguồn nha, em không mua nguồn thì giá của nó sẽ là 1,1 triệu. 1,1 triệu nha anh em, không hỗ trợ phí ship nha. Phí ship cho mỗi bộ này là 50k. Đó thì mình đã cân đối hết giá rồi. Nếu anh em bỏ ra 1 triệu hoặc 1,1 triệu anh em mua một cái bộ loa khác thì chất lượng của nó chưa chắc đã hơn đây. Hơn nữa thằng này nó là wireless, nó có thêm cái tính năng mà rất ít dòng loa có được. Anh em có thể lên mạng và search hai từ loa wireless thì cái từ khóa này nó khóa khá ít luôn á, khá ít. Mình rất ít ai sử dụng cái dòng loa này, thực sự rất ít, không hiểu vì lý do tại sao mà nó không sản xuất đại trà cái dòng loa này. Có thể là vì nó có cái nhược điểm gì đấy. Giống như cái dòng này cũng vậy, nó giống như một loại bản limit vậy, nó sản xuất ra có một cái số lượng thôi. Vì cái nguồn xuất xứ của nó thì là Đài Loan, nó xuất cho Mỹ sử dụng. Đó là mình nói là cái nguồn gốc của nó như thế. Thứ hai đó là nhà anh em nào mà có điện, anh em mà có điện hơn là mình mua thêm cả ba cái cục nguồn của nó, gồm có nguồn chính cho hấp và hai nguồn phụ cho hai cái loa con của JBL thì nó chỉ thêm có 100.000 thôi. Bởi vì trên thực tế cái nguồn của nó ở Việt Nam nó không có giá trị. Vì ở điện của mình dùng điện 220 mà điện 110 nó không có giá trị ở Việt Nam nha. Nên mình cứ phân làm hai combo như vậy. Một combo giá 1,1 triệu nha, một combo giá 1,2 triệu. Hai combo thì sẽ không bao gồm phí ship nha. Phí ship cho mỗi bộ sẽ là 50k, mình nhắc lại nha. Đó, anh em nào lấy full bộ hoặc là lấy bản basic thì sẽ như vậy ha. Tiếp theo thì mình sẽ nói cho anh em về cái chính sách hỗ trợ nha. Chính sách hỗ trợ mua hàng thì nó sẽ như sau. Thì khi anh em mua một bộ của mình á thì mình sẽ có chính sách như sau. Tức là anh em có thể trải nghiệm, anh em mua một bộ, ví dụ như hiện tại mình bán cho anh em giá 1,1 triệu, hàng tới giao tới tay anh em mở ra kiểm tra, ok, hàng nó có đẹp hay không. Nếu nó đẹp anh em cứ nhận thanh toán bình thường. Đến lúc nó test anh em có phần gì cứ liên hệ với mình, bên mình hỗ trợ. Hàng trước khi mình gửi đi nhá là mình đã test hết rồi nha, có anh em cắm sai nguồn nó cháy là mình không chịu đâu nha. Đó là yên tâm là mình sẽ gửi là tất cả những bộ là nó sẽ hoạt động bình thường, anh em cứ yên tâm vấn đề đấy. Anh em có thể kiểm tra cái lúc mà giao hàng hoặc nhận hàng, kiểm tra bình thường, tại vì lúc đó có bưu tá để có thể kiểm tra và đối soát cái vấn đề anh em có bị làm cháy trong quá trình em test hay không. Đó, còn nhiều khi anh em về anh em cắm sai nguồn nó cháy thì cái đấy, cái điều đấy nó rất là thiệt hại cho bên mình. Trong vòng 3 ngày khi anh em mua hàng, anh em test cái chất lượng loa của nó, anh em cảm thấy nó không ưng ý, em cảm thấy là mình bỏ ra cái số tiền đấy nó không hợp lý với cái loa, em cứ trả lại cho mình nha. Em đóng hàng cẩn thận, thùng hàng em cứ nhận, mình đóng cho anh em như thế nào anh em cứ để yên như vậy, em đóng về cho mình. Mình sẽ hỗ trợ cho anh em là mình sẽ thu lại tất cả những cái loa này với điều kiện là nó phải còn đúng như lúc mà mình gửi đi. Còn nếu nó móp méo hay nó lỗi gì là mình sẽ không hỗ trợ nhé. Còn cái móp méo gì anh em có thể kiểm tra được trong quá trình nhận hàng rồi, ok chưa. Hàng móp thì anh em không lấy ngay cái lúc mà bưu tá giao luôn, để mình còn khiếu nại với bưu điện nha. Còn anh em nhận rồi mà em gửi về cho mình nó móp thì cái đó là sẽ không đủ điều kiện để mà hoàn hàng ha. Mình sẽ hỗ trợ cho anh em trong vòng 3 ngày em có thể hoàn hàng bất cứ lúc nào. Đó, em chỉ cần chịu cái cước phí thôi, chịu cho mình cái cước phí vận chuyển thôi là được ha. Chịu cái cước phí đầu đi và đầu về thôi là coi như mình sẽ thu lại cho em cái bộ loa này được thừa. Đó là cái chính sách cực kỳ dễ chịu của bên mình. Anh em thấy ở bên nào nó bán hàng mà nó hỗ trợ cho anh em như vậy không? Bên mình có một cái hỗ trợ như vậy rất là hay, nên em hoàn toàn có thể yên tâm và mua hàng nha. Còn phần uy tín thì mình có thể đảm bảo uy tín cho anh em được. Với cái channel của mình hiện tại nó cũng đạt khoảng hơn 60k sub rồi. Đó, với số lượng khách hàng khá lớn như vậy thì mình sẽ phải làm bắt buộc phải làm uy tín thôi. Mình sẽ không thể bán rẻ uy tín của mình được. Cái bộ loa 1 triệu thì nó cũng lớn nhưng mà so với cái uy tín của mình thì thực sự là nó rất là nhỏ nha. Nên em có thể hoàn toàn yên tâm để mua hàng. Ok, cảm ơn anh em. Nhưng mà thì mình xin phép kết thúc cái video giới thiệu về loa JBL Wireless ở đây.
chào anh em, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video của mình. Xin chào, hẹn gặp lại, chúc anh em một ngày thật là vui vẻ nha. Xin lỗi anh em nhé, mình đeo khẩu trang là vì đang có cái dịch corona nên mình phải đeo khẩu trang, hôm nữa thì mọc đầy mụn hết, nó xấu nên mình không tự tin nha. Ok, cảm ơn anh em. Với các thông mua hàng, em có thể liên hệ trực tiếp 3 số điện thoại trên video, mình có đính kèm cho anh em trên video, hoặc là liên hệ với Zalo nha anh em. Mình có đính kèm link Facebook cho anh em và link Shopee. Facebook thì anh em có thể liên hệ chat qua Facebook, thì anh em là không dùng Zalo thì chắc qua Facebook ha. Và mình có đính kèm link Shopee cho anh em có thể mua hàng trực tuyến trên Shopee để không sợ bị hết hàng nha. Anh em đặt Shopee thì mình sẽ gửi hàng uy tín cho anh em.